Được thành lập từ năm 2015, chuyên trang Tây Atlas kết nối 9.000 nhà hàng trên thế giới, giới thiệu hàng chục ngàn món ăn đến với độc giả. Và mới đây, trong danh sách 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á, do Tây Atlas công bố có sự xuất hiện của chè ba màu, món chè phổ biến ở nước ta. Chè ba màu đứng thứ 82 được đánh giá 4,1 trên 5 điểm trong top 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á. Theo Tây Atlas, chè ba màu là món ăn nhiều màu sắc, thường là xanh, vàng, đỏ, là món tráng miệng phổ biến ở Việt Nam. Thành phần gồm trân châu, hạt sen, đậu đỏ, hạt dẻ, thạch. Món chè không thể thiếu nước cốt dừa và trang trí thêm với chuối, đậu phộng nghiền và các loại topping khác. Món ăn được phục vụ cả nóng và lạnh. Ngoài chè ba màu, Tây Atlas còn gợi ý một số loại chè khác như chè bắp, chè bà ba, chè đậu đen. Đứng đầu top 100 món tráng miệng châu Á là Don Durma, kem Thổ Nhĩ Kỳ. Món kem ngoài thành phần cơ bản là hỗn hợp sữa đặc, đường, còn có thêm kẹo cao su Arab và Salep, một loại bột làm từ rễ của hoa lan tím, nên có kết cấu dẻo, đặc, chống tan chảy. Món kem cũng đặc biệt khi ăn do phải dùng cả dao và nĩa.